Đây là bỏ thẻ ra. Cậy cho thấy bạn nhẹ nhàng đẩy tay lên. Thời gian thua gần 5 phút cho em à. Biếu một xe à? Không ngờ là cả mất con tốt đấy. Để mất tốt không biết. Quả mấy con gà nữa thì anh không đảm tốt làm sao đó. Con xe lúc gần hết giờ nó bắt vào cháu. Đến này là một cái cây qua nó được. Đến đây lúc 30 nước tôi 29 nước có. Thank you.
quân lên là mất quân. Thank you.
chiến đấy anh, gặp ai anh? Đánh chưa anh? À xong rồi mới đánh à? Thế lúc ấy là anh Tuyên thắng không? Thank you.
Hiệp ơi, Hiệp ơi, bạn có cách nào lấy sim của bạn ra để lắp vào máy thôi, máy iPhone nó phát hai phần. Chả sao. Thế tôi mượn tôi chọc luôn là sim. Nó không ổn đấy. Ở cái máy của bạn. Mình đang mobile à? Ôi. Cái gì cái làm mình đấy mà. Ê, sao không bật lên này. Bình pháo đang bắt xe nhanh anh thật xe thua mẹ luôn. Thua luôn. Là lúc đấy là bình pháo bắt xe là thua rồi gì đó. Xong rồi. Gà lúc đấy là chết rồi. Rồi. Đoàn này mà giết bao nhiêu người rồi? Giết bao nhiêu người? Chắc là đoàn này tính đoàn luôn. Bị cương thì nhiều à? Thế thì nhiều. Nhiều nhỉ? Nhiều nhỉ? Nhiều nhỉ? Nhiều nhỉ? Nhiều nhỉ? Nhiều mùi mã dưa đi là thua rồi. Mà thôi. Cái này 3G hả bà? Cái này 3G hả bà? iPhone SE bạn ơi. Bây giờ mới thúc cô Lâm lên. Chưa tôi đã nói lại.
đấy. Không, nó có thiết lập ở trong này. Không, đây người ta có nước đấu kìa. Tiền pháo 1 kìa. Tiền pháo 1. Tiền thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Đi làm là thoát nước. Thế. Anh em đang cầm cây rồi đấy, ai đang cầm cây kiếm đấy, nào đánh với mày à? Đây đây đánh với mày, nó không có bom. Người dân đã cầm quân, người ta cầm quân nó tại hội là lâu lắm rồi. Thoại và rượu LT. Anh em bây giờ lại thuốc quân à? Chiếu xe hát lùi xe lùi pháo. Đúng chứ, nó thật là thế thôi, bước đi nó không ngắn gọn đâu. Chiếu xe lùi pháo rồi. Lùi pháo, nó đường mòn rồi. Nếu mà đánh hội phải cẩn thận, còn đánh tiền pháo tiến sĩ luôn. Để đánh tiền chiếu pháo tiến sĩ. Chiếu để tới được thế à? Chiếu số pháo tiến sĩ. Điên à, thần kinh à. Bây giờ ta bây giờ tiến pháo lên nguồn nước có được không? Đánh kiểu nhà quê gặp vào đây xong đóng vào đấu là không hả? Đánh kiểu giật xe vậy đấy luôn xong đấu cái bóng lông đánh gì? Đánh thế đánh vững người ta có thể đánh vững là bây giờ nước về đi được rất thế người ta mà đã đánh vững cái sư đánh ra là quốc sư trai rồi, không có đòn đánh luôn, không đánh đến đánh bẩn, đánh như là làm như đòn này nặng quá, không chưa đấu, cứ vào đấu chiếm cái lỗ đấy là chết rồi, nhanh không tướng bắt tướng 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 đánh ấy chứ đòn có ông hòn đánh được đòn đánh này đánh vào đây luôn bất thua mà thông kiến lùi mã năm tất cả chưa rồi tất cả vậy là biết đúng, 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 đúng
Nó pháo nó vụt cho tụng tài. Đến đây đi đâu? Đến bắt xe đi. Đến đây phải lên pháo giữ rồi. Đến đây trong cấu cái là xong rồi. Thôi chỉ tạm này. Thế là xong rồi. Xong rồi. Hơn 2 có nhảy lên giá bắt đầu chiếu giữa thì bắt đầu đánh thì tốt thì nó chết. Đi xe nào vậy?
sang tận nơi vì phần mềm này nó cũng bằng nhằng lắm, hướng dẫn và số 19 có 178 Nguyễn Lương Bằng. Số điện thoại trên bảng có số 17. Vâng, là chung đấy ạ. Vâng. Thế nên là họ nên báo này, trong cái này. Thank you.
Anh bán sắp đéo xong nổi bây giờ. Mà họ đồng ý gì? Họ đồng ý thì chứ tiến hành rồi. Anh Trung à? Đấy. Không, em không lên trên TV rồi mà. Và anh Trung khác. Và anh Trung anh đang đi tung tin là ai ở Bình Dương. Bình Dương làm rồi à? Thank you.